Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Rất vui em anh chị này gặp nhau trong bản tin nhận định thị trường hàng của em. Tiếp nối cái sự quay đầu giảm giá khá là mạnh cuối phiên giao dịch của ngày hôm qua, thì đến phiên giao dịch của ngày hôm nay, VNX có một phiên điều chỉnh rất là mạnh. Mặc dù cuối phiên chúng ta thấy được có một sự rút chân nhẹ, thì cái việc rút chân đó nếu như chúng ta để ý thấy thì nó đến từ cái việc kéo một số cái cổ phiếu trụ. Chẳng hạn nó đến từ việc kéo cái cổ phiếu của con vinamilk hay là cổ phiếu ctg hay là cổ phiếu của EIB. Còn bản chất của các cổ phiếu trên thị trường của chúng ta nó vẫn vận động rất là tiêu cực. Khi chị nhìn thấy được khi kết phiên chúng ta có khoảng 362 mã trong một trạng thái là giảm giá và chúng ta chỉ có 79 mã trong trạng thái tăng giá. Trong 362 mã giảm giá đó thì chúng ta lại thấy được các cổ phiếu nằm sàn khá là nhiều, khi chúng ta có khoảng 67 mã nằm sàn. Nên cái việc thị trường ngày hôm nay nó có sự rút chân như vậy, nhưng nó lại không phản ánh đúng bản chất của sự vận động các cái cổ phiếu trên thị trường chúng ta. Về các nhóm ngành thì chị có thể nhìn thấy được các cái cổ phiếu trong đoạn vừa rồi nó có sự bật tăng rất là tích cực, thì ngày hôm nay nó thể hiện cái sự tiêu cực và ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường chúng ta. Khi chị nhìn thấy được ba cái nhóm cổ phiếu trong đoạn vừa rồi nó có sự bật tăng rất là tốt, đó là nhóm cổ phiếu của ngân hàng, đó là nhóm cổ phiếu bất động sản hay nhóm cổ phiếu của chứng khoán, thì ngày hôm nay ba nhóm ngành đó là nhóm ngành chính đóng góp vào cái sự giảm giá của thị trường chúng ta. Với anh chị em nhà đầu tư chúng ta đang cầm những cái cổ phiếu trong những nhóm ngành banh, chứng và bất động sản thì chúng ta nên canh những phiên tiếp theo. Nếu như thị trường nó có những cái sự hồi phục lên thì chúng ta sẽ ưu tiên cơ cấu bán bớt cổ phiếu của mình ra. Anh chị em chúng ta nên hạn chế mua những cái cổ phiếu này vội, hạn chế bắt vội, bởi vì anh chị có thể nhìn thấy được sau cái phiên bull trap ngày hôm qua thì rất nhiều cổ phiếu ngày hôm nay nó tiếp tục giảm giá và nó chưa đạt đến một cái sự cân bằng nhất định. Nếu như anh chị em chúng ta mua quá sớm thì chúng ta có thể bắt phải con dao rơi và chúng ta có thể gặp phải những cái sự thua lỗ và sẽ bị kẹt hàng rất là lâu chị nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta chứng kiến được một số cái nhóm cổ phiếu nhỏ nó đi ngược với thị trường và chúng ta có thể kỳ vọng được trong thời gian tới nó sẽ có những cái sự bật tăng, nó sẽ được cái dòng tiền nó chú ý hơn sau khi những cái dòng tiền đó chốt lời những cái nhóm cổ phiếu chẳng hạn như ngân hàng, bất động sản hay là chứng khoán. Đó chính là nhóm ngành cổ phiếu của dầu khí, nhóm cổ phiếu của phân bón hóa chất hay là nhóm cổ phiếu của thép. Thế chị thấy được ba nhóm ngành này ngày hôm nay chúng ta thấy được đại diện một số cái cổ phiếu nó giữ được cái sắc xanh, có thể hiện cho được là đây là những nhóm ngành có thể dòng tiền nó sẽ chú ý trong đoạn tiếp theo. Chẳng hạn như nhóm ngành cổ phiếu của thép, anh chị thấy được những con cổ phiếu như Nam Kim hay con cổ phiếu của Hoa Sen nó có một trạng thái bật tăng rút chân cũng khá là mạnh mẽ trong ngày hôm nay. Một con HPG thì nó hơi nặng mông một chút thì nó bị bán giảm giá ở cuối phiên. Đó chính là nhóm ngành cổ phiếu của thép. Nhóm ngành cổ phiếu của dầu khí thì anh chị nhìn thấy được đại diện đó chính là nhóm con cổ phiếu của con PVD. PVD chị có thể thấy được nó kéo rất là mạnh ở phiên ATC khi nó tăng đâu đó khoảng 2,94%. Cùng với đó là con cổ phiếu của PVS. Còn những con cổ phiếu khác như con PVC hay BR thì nó đang thể hiện cái sự yếu đuối hơn về cái xu dòng tiền hay kể cổ phiếu của OI. Nên có thể trong những nhóm ngành đó nó sẽ có sự phân hóa thì nhá, chứ không phải tất cả các cổ phiếu trong nhóm ngành nó có sự bật tăng. Hai nhóm ngành cổ phiếu của phân bón chất thì chúng ta nhìn thấy được hai con thôi, là con cổ phiếu của DCM hay là con cổ phiếu của DPM, nó cũng có một trạng thái rút chân bật tăng rất là tốt. Nhưng trong hai con cổ phiếu DCM và DPM thì chúng ta nhìn thấy rõ được con cổ phiếu của DPM nó có một cái nền giá rất là đẹp đúng không ạ, còn con cổ phiếu DCM thì nền giá nó hơi thấp một chút, nên có thể là DPM có bật tăng thì nó sẽ là cổ phiếu bật tăng tốt hơn. Nhưng để mà mua mới đối với những cái nhóm ngành cổ phiếu này thì em lại không khuyến nghị anh chị em nhà đầu tư chúng ta. Nếu như anh chị em chúng ta mà có liều thì mua ngày hôm nay bắt đáy, hay là chúng ta mua trong những phiên dịch trước có hàng thì chúng ta giữ thôi. Còn đối với dạng thị trường hiện tại mà anh chị em chúng ta mua cổ phiếu thì em không dám chắc được là cái mã cổ phiếu anh chị mua trong những cái phiên đó nó có đủ T hay không, đặc biệt là những cái phiên nổ, bởi vì những cái nhóm ngành cổ phiếu ngày hôm nay rút chân ấy, thì có thể là ngày mai nó sẽ có những cái nhịp hồi phục kỹ thuật, những cái nhịp cố kéo lên và chúng ta đua vào thì có thể chúng ta sẽ bị kẹt hàng, nên anh chị em chúng ta phải chú ý chị nhá. Đấy, ai có hàng thì giữ thôi. Đấy, em chỉ đánh giá đấy những nhóm ngành có thể nó sẽ có dòng tiền di chuyển thôi, còn khuyến nghị mua thì cái việc đó lại là một cái câu chuyện khác anh chị ạ. Và đối với anh chị em chúng ta ngày hôm nay, sau cái phiên giảm giá ngày hôm nay thì em dám chắc một điều là gần như anh chị em chúng ta, gần như anh chị nhá, em không dám chắc chắn hoàn toàn 100%, nhưng gần như anh chị em chúng ta mà mua phiên dịch của ngày hôm kia thì chúng ta sẽ gặp phải những cái sự thua lỗ ngày hôm nay không ít thì nhiều, bởi vì chúng ta nhìn vào cái xu hướng cổ phiếu ngày hôm nay. Khi đến phiên chiều về thì hầu hết nó giảm quá cái điểm mua của chúng ta rồi. Điều đó còn được thể hiện trên cái chỉ số VN-Index khi chúng ta nhìn thấy cái cây nến ngày hôm đó là bên trên này đúng không ạ? Nhưng đến ngày hôm nay thì cây nến giảm, nó giảm tiếp bên dưới thì chứng tỏ là cái vùng giá thấp nhất ngày hôm nay nó còn chưa chạm tới. Thì nó cho thấy được là Nếu như chúng ta mua cổ phiếu thì gần như chúng ta sẽ gặp phải những cái sự thua lỗ trong phiên dịch của ngày hôm nay. Nhưng cái quan trọng nhất ngày hôm nay chúng ta gặp phải sự thua lỗ đó thì anh chị em chúng ta có dám xử lý cái danh mục của mình hay không, hay chúng ta tiếp tục gồng những cái khoản lỗ đó. Nếu như chị em chúng ta mà gồng những khoản lỗ đó thì nó sẽ mang những cái sự rủi ro nhất định cho chúng ta chị ạ. Kể cả bản thân em thôi, ngày hôm kia nếu như chị có đón coi video thì em cũng mua một số cổ phiếu ạ, chẳng hạn như con cổ phiếu của DGVK, con cổ phiếu của con DGVK là EGC này và con HPG mua gia tăng này. Đấy, khi phiên T0 về thì đều có những khoản lãi, có con IGC lãi 4-5% đúng không ạ? Con DGVK thì lãi khoảng gần 1%, hay là con HPG lãi được khoảng 2,5-2,6%. Nhưng đến ngày hôm nay về thì thị trường nó không thuận, nó đi ngược với những cái xu hướng mà mình đề ra, thì chúng ta vẫn phải đưa ra những cái việc chúng ta xử lý những cái khoản lỗ mình đúng không ạ? Mặc dù những cái cổ phiếu đó nó không lỗ quá nhiều chị ạ. Chẳng hạn như ngày hôm nay HPG của em về nó chỉ lỗ đâu đó khoảng 2%, hay là con cổ phiếu của con EGC thì nó lỗ khoảng 3%, hay là con cổ phiếu DGVK khoảng hơn 8%, nhưng vẫn phải xử lý anh chị ạ. Bởi vì xu hướng thị trường nó xấu rồi là chúng ta phải bán, chứ không cần nhất thiết là chúng ta phải đợi đến khi những cái khoản lỗ của chúng ta lên đến khoảng 6-7% thì chúng ta mới xử lý, thì có thể là thị trường nó sẽ đi về một nơi rất là xa rồi. Đấy, và em sâu luôn cả cái lệnh mà em bán những cái cổ phiếu đó chị nhá. Mặc dù nó chưa vi phạm nhưng mà em sâu luôn cho khách hàng là ngày hôm nay em đã bán cổ phiếu đó để em đưa cho anh chị em chúng ta một cái bài học, đó chính là gì? Khi em khuyến nghị em mua theo anh chị, và khi nó lỗ thì em cắt, chứ không phải là bao giờ chúng ta đầu tư cũng thắng được, không có chúng ta lãi chúng ta khoe được đúng không ạ? Khi em có những khoản lãi, chẳng hạn như hôm trước em mua con cổ phiếu của BR, con cổ phiếu của TIP, hay là con cổ phiếu SCR, em đều có những khoản lãi khoảng rất là cao thì em khoe được, thì lỗ chúng ta cũng khoe được đúng không ạ? Không có ai đầu tư trên thị trường là bất bại, không có ai đầu tư là chiến thắng mãi. Cái quan trọng là chúng ta xử lý khoản lỗ của mình thật là nhanh, và chúng ta giữ những khoản lãi thật là lâu để cho nó để cho nó nở hơn. Chẳng hạn như hôm trước chúng ta lãi, chẳng hạn như em lãi những con cổ phiếu như TIP hay SCR khoảng 12%, hay con cổ phiếu của con BR khoảng 5%, thì đến ngày hôm nay những con cổ phiếu như HPG, hay là những con cổ phiếu như DGVK, hay những con cổ phiếu như IGC nó vi phạm rất là nhỏ thôi, em cắt sớm, thì chung quy lại thì dù em đúng 50% nhưng mà em vẫn có những khoản lãi nhất định chị ạ. Đấy là cái việc mà chúng ta tham gia thị trường và chúng ta đảm bảo được cái nguyên tắc chúng ta giao dịch, chúng ta xử lý những khoản lỗ. Cái quan trọng nhất trên thị trường không phải là chúng ta lãi được bao nhiêu, mà chúng ta xử lý những khoản lỗ bao nhiêu và quản trị rủi ro bao nhiêu anh chị ạ. Đấy, chứ không phải là anh chị cứ xem kênh của em, anh chị bảo thằng này suốt ngày khoe lãi mà chẳng thấy khoe lỗ bao giờ, chả có ai là không lỗ anh chị ạ. Quan trọng là anh chị xử lý được bao nhiêu thôi. Đấy, thì ngày hôm nay em xử lý đâu âm đâu đó khoảng 2-3% là cắt, còn con DVK thì nó giảm hơi sâu một chút thì vẫn cắt, tại vì vẫn trong cái phạm vi xử lý anh chị ạ. Đấy, không kỳ vọng nhiều chị ạ. Đấy là về cái phiên dịch của ngày hôm nay, và cái khoản lỗ chắc chắn ngày hôm nay sẽ xảy đến với anh chị em chúng ta nếu như mua phiên ngày hôm kia nhé. Quan trọng là anh chị em chúng ta phải xử lý được cái khoản lỗ đó. Đấy, còn về xuống VN Index của chúng ta sẽ ra sao sau cái phiên giao dịch của ngày hôm nay, liệu cái việc rút chân ngày hôm nay thị trường chúng ta đã chấm dứt cái quá trình điều chỉnh thị trường chúng ta hay chưa, hay là nó tiếp tục điều chỉnh, và hành động của anh chị em chúng ta trong những cái phiên dịch tiếp theo là gì, chúng ta đã nên mua mới cổ phiếu hay chưa, hay là chúng ta sẽ hạ bớt cái cổ phiếu ra. Thì bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau đi vào đánh giá chi tiết trên cái góc nhìn đồ thị kỹ thuật của thị trường chúng ta. Và nếu như anh chị thấy những cái chia sẻ của em hữu ích và nó phù hợp với triết lý giao dịch của anh chị thì anh chị nhớ bỏ chút thời gian ra like video của em cũng như đăng ký kênh nếu như lần đầu tiên anh chị biết đến kênh của em anh chị nhé. Và anh chị nếu như thấy những chia sẻ cái triết lý giao dịch nó cũng phù hợp với em thì anh chị có thể liên hệ với em để tham gia với cái Zoom khách hàng của em. Thì trong Zoom em không những đưa ra cho anh chị em chúng ta những cái khuyến nghị về những cái mã cổ phiếu, mà trong từng cái diễn biến trong phiên em sẽ đưa ra những cái hành động phù hợp thích hợp nhất để gửi tới anh chị em nhà đầu tư chúng ta. Anh chị chỉ cần nhìn vào cái chia sẻ của em trong Zoom thôi là anh chị sẽ đưa ra được những cái hành động nhanh nhất, chứ chúng ta không phải ngồi chúng ta suy nghĩ xem là bây giờ thị trường như vậy thì chúng ta phải hành xử ra sao. Có rất nhiều anh chị tham gia Zoom của em và chỉ cần đọc những cái tin đó của em đã có những cái hành xử nó rất là hợp lý, và nhiều anh chị đã bán được cổ phiếu 2 hôm trước, bán được cổ phiếu ngày hôm qua, bán hết, và đến ngày hôm nay thì gửi tin nhắn cảm ơn em. Đấy là những cái điều khi anh chị tham gia, chứ không chỉ là những cái mã cổ phiếu có thể để cho anh chị em chúng ta mua để kiếm những cái mức lợi nhuận anh chị nhá. Và anh chị cũng có thể tham gia vào Zoom cộng đồng, em cũng để bên dưới cái phần comment của em. Về thị trường của chúng ta sau phiên giao dịch của ngày hôm nay thì sẽ là sao, thì anh chị có thể nhìn thấy được là thị trường ngày hôm nay khi kết thúc phiên nó trong một trạng thái điều chỉnh rất là mạnh, và cái biên đến ngày hôm nay thực sự nó không phải là như chúng ta nhìn thấy là khoảng 15 điểm đúng không ạ? Cái việc giảm điểm 15 điểm, mà cái biên đến ngày hôm nay thị trường chúng ta cái vùng giá thấp nhất là vùng giá khoảng 1010 điểm, so với cái vùng giá cao nhất của chúng ta là vùng giá khoảng 1038 điểm. Tức là đâu đó thị trường ngày hôm nay giao dịch trong một cái biên giá khoảng 30 điểm, một cái biên giá cực kỳ lớn trong phiên giao dịch của ngày hôm nay. Ở cuối phiên thì chúng ta thấy được nó có một cái sự rút chân lên bên trên. Cái sự rút chân đó thì chúng ta thấy được như chúng ta vừa nhìn thấy, nó chủ yếu đến từ việc kéo một cái số cái cổ phiếu trụ lên thôi. Và ngày hôm nay thì thị trường chúng ta chính thức thủng cái mốc hỗ trợ 1030 điểm. Anh chị có thể thấy được trước đây khi thị trường nó test về cái ngưỡng hỗ trợ 1030 điểm thì liên tục nó có những cây nến rút chân hoặc là nó có trạng thái đóng nến ở cái vùng giá khoảng 1030 điểm. Nhưng ngày hôm nay thị trường chúng ta đã chính thức phá cái ngưỡng hỗ trợ 1030 điểm rồi anh chị nhé. Cùng với đó chúng ta nhìn thấy được thanh khoản ngày hôm nay thị trường chúng ta có một sự gia tăng khá là mạnh. Thanh khoản ngày hôm nay có một sự gia tăng khá là mạnh. Đấy. Thì với cái quan điểm của nhiều anh chị đang đón coi kênh của em thì anh chị đang đánh giá phiên ngày hôm nay nó là tích cực hay là tiêu cực? Anh chị nhớ, anh chị có thể để lại cái quan điểm mình bên dưới phần comment nhé. Còn em thì em sẽ phân tích cái phiên ngày hôm nay là tích cực hay tiêu cực sẽ dựa trên cái góc nhìn của em nhé. Anh chị có thể để lại bên dưới phần comment xem là ngày hôm nay chị đánh giá xem phiên ngày hôm nay thị trường nó rút chân thanh khoản cao như vậy là tích cực hay tiêu cực. Bây giờ em sẽ đưa ra quan điểm của em. Bởi vì sẽ có nhiều anh chị em chúng ta sẽ bảo là ngày hôm nay thị trường chúng ta không phải nhiều anh chị mà sẽ có quan điểm đó chị nhé. Sẽ có một số quan điểm cho rằng ngày hôm nay thị trường chúng ta nó có test về cái ngưỡng hỗ trợ ở MA 50 ở vùng giá khoảng 1013 điểm. Sau đó nó có sự rút chân lên, thanh khoản ngày hôm nay có sự gia tăng thì anh chị đánh giá là ngày hôm nay test như vậy là ok rồi, rút chân đẹp rồi và nó rũ bỏ được rất nhiều nhà đầu tư rồi và cái lực cầu vào ngày hôm nay cũng rất là mạnh rồi, nó thể hiện thanh khoản rất là cao. Đấy là một số quan điểm sẽ cho rằng như vậy. Nhưng trên quan điểm của em thì em sẽ phân tích cho anh chị em chúng ta nó là tích cực hay tiêu cực anh chị nhá. Thì để phân tích được sự vận động ngày hôm nay nó tích cực hay tiêu cực thì chúng ta sẽ phải dựa vào những yếu tố. Thứ nhất là giá, thứ hai là khối lượng, thứ ba là cái vị trí mà cái cổ phiếu hay thị trường đang vận động. Đấy, chúng ta phải biết được cổ phiếu đang vận động ở vùng giá hỗ trợ hay ở vùng giá kháng cự để chúng ta biết được nó tích cực hay tiêu cực. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái vận động thị trường. Hiện tại ngày hôm nay thị trường chúng ta nó có một cái sự vận động, đó là sự vận động ở cái vùng hỗ trợ hay là cái vùng giá khoảng 1030 điểm. Thì chúng ta sẽ coi cái phiên giao dịch của ngày hôm nay là một phiên test lại vùng hỗ trợ hay là một phiên test khung trở lại. Và anh chị biết được rồi đúng không ạ? Anh chị một điều rất là kỹ thuật cơ bản thôi là chúng ta biết được khi thị trường nó test về một cái vùng giá hỗ trợ thì cái yêu cầu quan trọng nhất của cái việc test đó chính là thị trường nó cần có cái phiên thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp nó chứng tỏ là thị trường nó có một cái sự cạn kiệt về cái nguồn cung ra, thanh khoản có sự cạn kiệt thì khi đó nó mới có khả năng để đi lên. Còn khi mà thanh khoản cao nó cho thấy là cái lượng cung ra còn rất là nhiều và cái khả năng ở thị trường nó có cái sự bật tăng lên rất là khó khăn. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy được điều gì ạ? Chúng ta thấy được là khi thị trường nó test về cái ngưỡng giá 1030 điểm thì nó có một trạng thái thanh khoản rất là cao so với những cái lần test trước đó của thị trường chúng ta. Đúng không ạ? Anh chị có nhìn thấy ạ? Cao hơn chưa? Đây ạ. Thì chúng ta sẽ đánh giá đây về yếu tố khối lượng là thị trường nó đã không đạt rồi, nó đã xấu rồi, đúng không ạ? Nó là một điều vận động không tốt rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái vận động của giá, đúng không ạ? Nếu như khi thị trường nó test về một cái vùng hỗ trợ mà nó thành công, thông thường cuối phiên nó cần có một sự rút chân hướng lên bên trên và nó trở về cái nền giá cũ của nó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy được thị trường nó thủng cái vùng giá 1030 điểm nhưng kết phiên nó không kéo được về vùng giá 1030 điểm mà đóng phiên ở dưới cái mốc giá 1030 điểm, đúng không ạ? Anh chị có nhìn thấy ạ? Đóng dưới cái vùng giá đó thì về yếu tố giá chúng ta cũng thấy được nó không đảm bảo rồi. Thì chúng ta kết hợp yếu tố giá, khối lượng và cái vùng giao dịch của thị trường thì chúng ta đã đánh giá được, đúng không ạ? Chúng đánh giá được một điều là phiên giao dịch ngày hôm nay là một phiên giao dịch không được tích cực của thị trường chúng ta. Nó không đảm bảo, không đáp ứng được một yếu tố gì, đúng không ạ? Đấy, và anh chị để một cái chi tiết mà em hay nói từ đầu video đến bây giờ ấy, là thị trường ngày hôm nay nó xảy ra sự rút chân chủ yếu đến từ việc kéo một số cái cổ phiếu trụ. Và khi thị trường nó được kéo một số cổ phiếu trụ ấy thì cái khả năng bật tăng, khả năng nó đi xa nó sẽ không cao và nó mang nhiều cái rủi ro hơn là cái cơ hội cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta. Đấy, thì anh chị có thể thấy được trên quan điểm của em phân tích thì đây là một phiên giao dịch không được tích cực của thị trường chúng ta. Bây giờ em sẽ lấy cho anh chị những cái ví dụ để anh chị sẽ hiểu được quan điểm của em đấy nhá chị nhá. Bây giờ sẽ lấy ví dụ chi tiết để cho anh chị hiểu được là tại vì sao nhá. Những cái lần rút chân thanh khoản cao thị trường chúng ta nó không được tích cực nhá. Sẽ lấy lịch sử cho anh chị em chúng ta nhìn chứ không chỉ là một cái quan điểm của em. Đây là một phiên rút chân của thị trường chúng ta ở phiên giao dịch của ngày 29 tháng 8. Đây là một phiên rút chân thanh khoản cao chưa ạ? Test về hỗ trợ chưa ạ? Rút chân thanh khoản cao chưa ạ? Sau đó là sao? Sau đó là sao? Đi ngang này và gì ạ? Và giảm xuống, đúng không ạ? Tiếp theo em sẽ lấy tiếp một ví dụ nữa. Đây là thị trường của chúng ta có sự rút chân ạ. Nhưng cái thanh khoản sao? Cao chưa ạ? cung nhiều chị ạ. Sau đó sao anh chị thấy không ạ? Tiếp tục giảm chưa? Thì đấy là cái lý do vì sao mà em trao đổi với anh chị em chúng ta là những cái phiên rút chân thanh khoản cao. Đối với phiên giao dịch ngày hôm nay nó cũng là một phiên không được tích cực, kể cả một cái phiên giao dịch trước đây đâu, nó cũng tương tự như vậy, cũng là một phiên nó dạng thủng hỗ trợ và diện rút chân này, thanh khoản cao này, và sau đó chị thấy điều gì ạ? Giảm chưa ạ? Đấy, chứ không phải chúng ta thấy rút chân là anh chị em chúng ta bảo tích cực. Chúng ta thấy rút chân ở vùng giá, anh chị em chúng ta lại dễ bị mắc lừa nhá. Chúng ta phải back test lại cái lịch sử thị trường xem những cái phiên rút chân thanh khoản cao thì sau kết quả ra sao thì anh chị có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Đấy, phải cẩn trọng cho em, phải hết sức cẩn trọng sau phiên giao dịch của ngày hôm nay chị nhá. Đấy, nên có nhiều anh chị em chúng ta sau phiên dịch ngày hôm nay bảo hỏi câu hỏi với em là xu hướng thị trường sau khi rút chân ngày hôm nay nó đã kết thúc cái nhịp chỉnh hay chưa, thì em đánh giá là VN-Index của chúng ta sẽ chưa thể kết thúc được nhịp chỉnh sau phiên dịch của ngày hôm nay chị nhá, và cái nguy cơ điều chỉnh trong ngày tiếp theo nó vẫn hiện hữu và nó sẽ có thể xảy ra. Và đặc biệt anh chị có thể thấy được không ạ, đặc biệt cho em trong những cái phiên dịch tiếp theo, nếu như thị trường có hồi phục thanh khoản thấp thì chúng ta sẽ phải thoát cổ phiếu ra, cơ cấu hạ bớt cổ phiếu ra cho em, thì xuống trong ngày tiếp theo có thể thị trường, nếu như chị nhìn về lịch sử thì thông thường sau những phiên rút chân nó sẽ có những cái nhịp bật tăng lên bên trên đấy, nó sẽ có những nhịp bật tăng lên bên trên, nó sẽ có những nhịp bật tăng một vài phiên lên bên trên đấy, nó sẽ có thể nó sẽ không giảm ngay trong phiên ngày mai, nó có thể nó sẽ kéo lên một chút, thì có thể trong những phiên tiếp theo thị trường nó sẽ có những cái nhịp hồi phục kỹ thuật lên bên trên, sẽ hồi lên bên trên, thì cái quá trình hồi phục đó anh chị em chúng ta nên cơ cấu danh mục của mình ra. Những cổ phiếu ngày hôm nay chúng ta kẹt, chúng ta không bán được, ngày mai nó có hồi lên những cái vùng giá bên trên nó tốt, thì đó là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ cơ cấu hàng của mình ra, chứ không phải là anh chị em chúng ta lại FOMO chúng ta mua vào, thì sau cái nhịp này có thể thị trường nó sẽ có bước vào một cái nhịp điều chỉnh tiếp theo. Đấy, đánh giá xu hướng nó có thể xảy ra như vậy chị nhá, bởi vì thị trường nó đã có 5 cái phiên phân phối rồi, video ngày qua đã chỉ cho chị 5 phiên phân phối rồi ạ. Bây giờ giảm xuống rồi, gãy cái nền giá 1030 rồi, thì xu hướng trước mắt có thể nó sẽ quay về để nó test lại cái ngưỡng hỗ trợ. Trước đây là hỗ trợ thì bây giờ là kháng cự 1030, thì nếu như quá trình test về đặc biệt thanh khoản thấp thì anh chị em chúng ta phải dẹp guốc và chạy ngay nhá. Đấy, phải bán cổ phiếu ra, chứ không phải là anh chị em chúng ta lại mua cổ phiếu vào, thì đó là một cái điều rất là rủi ro, và có thể nó sẽ chưa rơi ngay, đúng không, nó có thể hồi lên bên trên và sau đó nó sẽ giảm xuống, và anh chị em chúng ta cứ mua bán trong lần tiếp theo có thể anh chị em chúng ta sẽ ăn phải một món, đó chính là cái món bò tùng xẻo nhá chị nhá. Đấy, thì anh chị chú cho em trong những cái phiên tiếp theo nó rất là quan trọng như vậy, thì em đánh giá trong thị trường hiện tại chúng ta sẽ ưu tiên về cái việc cơ cấu danh mục của mình, bán bớt cổ phiếu của mình thay vì anh chị em chúng ta mua mới cổ phiếu. Anh chị em chúng ta có thể nghỉ Tết sớm cũng được đấy, bởi vì dạo thị trường hiện tại cuối năm rồi, cái dòng tiền nó vào thị trường ở cuối năm ấy, thông thường thì thanh khoản nó cũng không được cao, mà kể cả bây giờ nước ngoài người ta cũng sẽ sắp đến những cái ngày nghỉ rồi đấy, người ta sẽ có xu hướng là rút tiền về đấy. Ở kể cả chứng khoán của Việt Nam anh chị back test lại những cái lịch sử thôi, đến những cái thời điểm nghỉ lễ là thị trường thanh khoản nó sẽ không cao, nên để mà thị trường nó có cái sự bật tăng lên bên trên ấy, thì nó sẽ khá là vất vả, đúng không ạ? Đấy, khi mà cái lực cầu không có thì nó rất là vất vả, và cái xu hướng thị trường hiện tại nó cũng chưa tích cực, nên anh chị em chúng ta hạn chế mua mới trong những cái phiên tiếp theo, bởi vì anh chị mua ấy chưa chắc đã đủ tê đâu. Anh chị có thể nhìn thấy được cái phiên giao dịch của ngày hôm kia đấy, em mua nhá, em mua những con cổ phiếu đã có lãi khoảng gần 5%, đấy, có những con cổ phiếu lãi khoảng 3%, những con cổ phiếu lãi 1%, nhưng đến khi ngày hôm nay hàng về có những cái cổ phiếu đang lãi như vậy mà chuyển sang lỗ khoảng 3%, 2% rồi. Đấy, chứng tỏ là thị trường nó rất là khó để nó đánh cho anh chị em chúng ta, mà mua đã mua không có kỹ thuật rồi, mua sai điểm thì còn lỗ nhiều hơn chị nhá. Nên chị chú cho em trong những cái phiên tiếp theo thì em vẫn ưu tiên hơn là anh chị em chúng ta sẽ cơ cấu danh mục, hạ bớt danh mục của mình ra. Đấy, thì anh chị có những cái mã cổ phiếu nào đang cầm nắm, anh chị có thể để lại bên dưới phần comment, thì em sẽ hỗ trợ anh chúng ta có những cái hướng giải quyết trong cái phiên dịch tiếp theo. Đấy, anh chị cứ comment bên dưới, hoặc là anh chị em chúng ta nếu như thấy những cái chia sẻ của em hữu ích, phù hợp với triết lý giao dịch của anh chị, đồng hành với anh chị trong một quãng đường dài, thì anh chị có thể liên hệ với em theo cái số điện thoại đang chạy phía dưới video, để em sẽ hướng dẫn chúng ta tham gia vào cái Zoom khách hàng của em, để chúng ta có thể chờ đợi những cái đoạn tiếp theo. Nếu như thị trường nó có sự cân bằng, nó điều chỉnh xong thì chúng ta sẽ kiếm những cái cơ hội mới để chúng ta có thể gỡ lại những cái khoản lỗ trong cái đoạn vừa rồi chúng ta đang gặp phải anh chị ạ. Và em sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách quản trị rủi ro và đưa ra những cái khuyến nghị trong cái Zoom rất là chi tiết anh chị ạ. Đấy, rất là hân hạnh được đồng hành với anh chị em chúng ta trong cái đoạn tiếp theo. Và anh chị nhớ like video cũng như đăng ký kênh nếu như lần đầu tiên anh chị biết đến kênh của em, để tăng cái tính tương tác kênh của em và để nhiều người biết được nữa anh chị nhé. Còn về các nhóm cổ phiếu thì thực ra là em sẽ không khuyến nghị anh chị em chúng ta mua trong giai đoạn thị trường hiện tại nữa. Kể cả khách hàng của em thì em sẽ tạm thời em sẽ chưa khuyến nghị mua mới, bởi vì hiện tại thị trường nó đang có những cái rủi ro trên lợi nhuận cao hơn, nên là tạm thời cứ đứng ở ngoài. Còn việc phân tích thì nó cũng ngày hôm nay giảm như vậy thì nó rất là xấu ạ, chúng ta sẽ không có gì để phân tích, thị trường hiện tại thì nó sẽ ở trong một trạng thái là kéo xả, có thể ngày hôm nay giảm, ngày mai có thể tăng lên một chút, nhưng đến ngày kia thì chưa chắc nó đã có trạng thái tăng đâu, nên hết sức phải cẩn trọng anh chị nhé. Chúng ta phải bảo vệ cái số tiền chúng ta kiếm được trong giai đoạn vừa rồi để ít nhất chúng ta sẽ có một cái Tết dù nó không được quá là kiểu vui vẻ quá, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta trong một năm vừa rồi thị trường chứng khoán nó cũng khá vất vả, nhưng ít nhất là chúng ta sẽ có giữ được cái vốn của mình cho cái năm mới chị ạ. Thì chúc anh chị em chúng ta sẽ có những cái phiên dịch tiếp theo với những cái quyết định thật là hợp lý chị nhá, và chúng ta sẽ có những cái khoản lãi, nếu như có những khoản lãi trong những phiên tiếp theo thì rất là tích cực. Hẹn gặp lại chị trong những cái phiên dịch tiếp theo. Em xin kính chào anh chị.